là gây cản trở cho cái hoạt động kinh doanh của các anh chị doanh nghiệp, để thúc ép các anh chị phải lên gặp mình để chi phí tiền cho bị cáo. Nội dung thứ hai là bị cáo muốn xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát Hà Nội xem xét cho bị cáo, là vì bị cáo cũng có các cái tình tiết giảm nhẹ, như là bị cáo những tình tiết bị cáo trình bày rồi, viện kiểm sát đã đề nghị tại phiên tòa rồi. Vâng, hội đồng xét xử hỏi bị cáo có tình tiết gì mới không? Bị cáo không đề cập đến việc là bổ sung tình tiết giảm nhẹ, mà bị cáo chỉ muốn đề cập đến việc là bị cáo cũng có những tình tiết giảm nhẹ, là bị cáo rất ăn năn hối cải, gia đình bị cáo cũng đã tích cực đóng tiền, và nếu như theo kế hoạch thì có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì gia đình bị cáo sẽ đóng hết cái số tiền mà theo nội dung cáo trạng. Và thứ ba là bị cáo cũng có nhiều thành tích trong công tác, và cũng trong cái thời gian đại dịch Covid thì bị cáo cũng đã đi đến theo các đoàn công tác của Bộ Y tế, đi đến khắp các cái điểm dịch ở trên cả nước, và những cái thành tích đó thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra thì gia đình bị cáo, bố đẻ bị cáo cũng là thương binh ở chiến trường Tây Nguyên trở về, và bố vợ bị cáo thì cũng là thương binh ở chiến trường Quảng Trị. Thì bị cáo cũng có những cái tình tiết giảm nhẹ như vậy, nhưng mà bị cáo thấy rằng bị cáo không được xem xét để giảm cái khung hình phạt, mà bị cáo lại bị đề xuất một cái mức án rất là nghiệt ngã với cuộc đời của bị cáo. Nên là bị cáo cũng kính xin là hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát xem xét cho bị cáo, để bị cáo có một cơ hội để được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Còn những cái hành động, những cái việc làm của bị cáo thì vậy, bị cáo cũng đã nhận tội trước tòa, trước nhân dân và trước đảng, và bị cáo rất ăn năn hối lỗi về cái việc đó. Rồi, bị cáo về chỗ đây. Cảm ơn bị cáo. Thưa quý vị, sau 12 ngày xét xử 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang nghị án và dự kiến ra phán quyết vào chiều ngày 28 tháng 7. Ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, là bị cáo duy nhất bị Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình với cáo buộc nhận hối lộ công khai trắng trợn nhất, với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng, nhận 253 lần, trong đó 228 lần nhận qua chuyển khoản. Mới đây, luật sư Hà Mạnh Huy, một trong ba người bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cho biết bị cáo Kiên vừa được chị gái nộp cho 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trước đó, ông Kiên được cơ quan công tố ghi nhận đã trả 12 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra, đồng thời nộp 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án, một lần 8 tỷ, một lần 15 tỷ. Như vậy, tính đến chiều ngày 24 tháng 7, ông Kiên và gia đình đã 4 lần nộp tiền khắc phục hậu quả. Tổng số tiền là hơn 42,2 tỷ đồng, trong tổng số 42,6 tỷ đồng tiền nhận hối lộ. Sau khi bị cáo Phạm Trung Kiên và gia đình đã nộp gần hết số tiền khắc phục hậu quả, nhiều ý kiến cho rằng liệu việc ông Kiên tích cực nộp tiền khắc phục có phải là kim bài miễn tử đối với bị cáo Kiên hay không? Trước đó, tại phiên tòa xét xử, ông Phạm Trung Kiên cũng cho rằng mức án đề nghị tử hình rất khắc nghiệt với cuộc đời của bị cáo. Vậy những lời khai và cả những lần tự bào chữa đáng chú ý của bị cáo Phạm Trung Kiên trong đại án chuyến bay giải cứu như thế nào? Mời quý vị cùng nhìn lại trong phần tổng hợp dưới đây của chúng tôi. Chiều ngày 12 tháng 7, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế 42 tuổi, người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu đã bị thẩm vấn. Ông Kiên bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Kiên khai làm thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2022. Khi thực hiện cấp phép chuyến bay, Bộ Y tế là một trong năm bộ tham gia tổ công tác thực hiện đưa công dân về nước. Tại đây, Cục Y tế Dự phòng được giao nhiệm vụ phê duyệt hoặc từ chối đề xuất của Bộ Ngoại giao về tần suất, số lượng chuyến bay phù hợp với tình hình dịch bệnh. Hồ sơ gửi về Bộ Y tế sẽ chuyển cho Cục Y tế Dự phòng tham mưu, sau đó đề xuất lên Thứ trưởng Y tế thông qua bị cáo Kiên làm đầu mối. Tại phiên tòa xét xử, ông Kiên khai rằng chỉ tiếp nhận hồ sơ, tờ trình, sau đó chuyển lên Thứ trưởng xét duyệt, chứ không có nhiệm vụ chấp nhận hay loại bỏ. Theo đó, từ tháng 6 năm 2021, các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên, từ tháng 6 cho tới tháng 7 năm 2021, không có doanh nghiệp nào đến gặp. Từ cuối tháng 7, các doanh nghiệp mới bắt đầu tiếp xúc, đặt vấn đề nhờ ông Kiên hỗ trợ để có sự đồng ý của Bộ Y tế để Bộ Ngoại giao cho tổ chức chuyến bay. Trước cáo buộc 253 lần nhận 42,6 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp, bị cáo Kiên thừa nhận là đúng. Tuy nhiên, bị cáo Kiên phản bác lời khai của một số bị cáo cho rằng bị cáo Kiên ra giá 150 triệu đồng cho một chuyến bay và 7 cho tới 15 triệu đồng cho một khách lẻ. Bị cáo Kiên khẳng định
không ra giá với doanh nghiệp mà họ tự đề xuất mức chi và hình thức chi tiền cho các chuyến bay. Ông Kiên cũng không quát tháo, dọa nạt doanh nghiệp như một số bị cáo khác đã khai. Trong số đó, có bị cáo Đào Minh Dương là chủ tịch công ty VisaSun, bị cáo Lê Hồng Sơn, công ty Bầu Trời Xanh và bị cáo Vũ Minh Thắng, công ty Thuận An đều khai Kiên trực tiếp ra giá cho mỗi chuyến bay. Khi được gọi lên đối chất, bị cáo Đào Minh Dương khai rằng có một lần cùng bị cáo Sơn lên phòng làm việc của ông Kiên và đã chứng kiến ông Kiên quát tháo ông Sơn yêu cầu chi mấy triệu đồng cho một khách. Trình bày tại phiên tòa, ông Dương cho biết khi anh Sơn nói như vậy sẽ phải chi 10 tỷ đồng cho một chuyến bay nên không thể lấy đâu ra. Kiên dịu giọng nói phải chi 150 triệu đồng một chuyến, không thì sẽ không phê duyệt. Trước việc này, bị cáo Kiên cho rằng các lời khai đó không đúng sự thật. Ông Kiên cho rằng ông không gọi điện thoại gợi ý mà các doanh nghiệp đều chủ động nhờ tư vấn và giúp đỡ. Theo cáo trạng, bị cáo Kiên là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, cả về số lần và số tiền. Trong vòng 11 tháng, ông Kiên đã có 253 lần nhận tổng cộng là 42,6 tỷ đồng của 18 người đại diện các doanh nghiệp. Điển hình, từ tháng 7 cho tới tháng 11 năm 2021, bị cáo 7 lần nhận 6 tỷ đồng tại trụ sở Bộ Y tế để giúp cho công ty Bầu Trời Xanh được cấp phép 40 chuyến bay. Những lần khác, ông Kiên nhận tiền thông qua tài khoản của người thân. Trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát trong ngày 13 tháng 7, bị cáo Kiên khai không nói cho ai biết về số tiền nhận hối lộ. Bị cáo đem một phần về đưa cho vợ nhưng không nói đây là tiền gì. Số tiền còn lại, ông Kiên cho chú họ ở Thái Bình vay 10 tỷ đồng và đi đầu tư đất đai ở Ba Vì, Mũi Né và Hoài Đức. Sau khi xảy ra vụ án, bị cáo đã bán hai mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức để khắc phục hậu quả, còn mảnh đất ở Mũi Né chung tên với bạn nên chưa thể giao dịch được. Sau đó, bị cáo Kiên đã trả lại cho các doanh nghiệp 12 tỷ đồng và cùng gia đình đóng thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Sáng ngày 14 tháng 7, trong ngày thứ tư xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, các luật sư bắt đầu xét hỏi. Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Kiên cho biết đầu năm 2022, ông phải nằm viện thời gian rất dài để điều trị COVID-19 vì diễn biến nặng. Khi vừa ra viện, ông Kiên nhận tin công an điều tra các sai phạm trong việc tổ chức chuyến bay giải cứu và có liên quan đến mình. Khoảng thời gian đó, ông Kiên thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra. Bị cáo tìm hiểu thấy khung hình phạt của tội nhận hối lộ rất cao, từ 20 năm cho đến chung thân hoặc là tử hình. Ông Kiên cho biết bị cáo rất sợ, rất ám ảnh nên có dấu hiệu chỉ muốn chết. Bị cáo cũng từng định chết để thoát khỏi áp lực. Sau đó, bị cáo phải nhập viện ở Bệnh viện Bạch Mai để điều trị dấu hiệu tâm thần. Sáng ngày 17 tháng 7, sau 2 tiếng hội đồng xét xử tạm dừng làm việc để các bị cáo nộp thêm chứng từ khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội với 54 bị cáo. 21 người ở nhóm nhận hối lộ bị đề nghị mức án từ 2 cho tới 20 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Trung Kiên bị đề nghị tử hình. Tiếp tục phần tranh luận phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu vào sáng 21 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố đối đáp với bị cáo Phạm Trung Kiên và luật sư của bị cáo này. Khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kiên án tử hình về tội nhận hối lộ. Trong quá trình tranh luận, luật sư bào chữa của bị cáo Kiên cho rằng 42,6 tỷ đồng mà bị cáo Kiên đã nhận hối lộ chưa chắc là số tiền lớn vì đây là lợi nhuận của 18 doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu. Tại tòa, các luật sư bào chữa còn cho rằng bị cáo vô ý nhận hối lộ, không nhận thức hết hành vi của mình vì doanh nghiệp đưa bao nhiêu cũng được. Đối đáp với lời bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát bức xúc cho rằng không thể vô ý nhận 253 lần nhận hối lộ, nói như luật sư là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm với nỗi đau cùng cực của đồng bào trong dịch bệnh, với mất mát của nhân loại toàn thế giới. Vì trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát là nguyên nhân khiến 15 triệu người trên thế giới đã chết, con số này ở Việt Nam là hơn 43 vạn người. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong khi cả hệ thống chính trị nước ta đã nhập cuộc, chung sức chống dịch như chống giặc, có những bữa cơm, những chuyến xe không đồng, nhà trọ không đồng, các doanh nghiệp trước nguy cơ phá sản vẫn đồng hành cùng thiện nguyện để chống dịch, thì bị cáo Kiên lại tìm cách để ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền thì mới trình người có thẩm quyền để cấp phép các chuyến bay. Viện Kiểm sát cho rằng lời bào chữa của luật sư còn xúc phạm đến tất cả những người Việt Nam, những người đã trải qua một đại dịch thảm khốc và đau thương. Sau phần luận tội của Viện Kiểm sát, trong 3 phút tự trình bày, bị cáo Kiên đã có thái độ ăn năn hối lỗi, nhận lỗi với nhân dân, nhưng cho rằng mức án tử hình mà Viện Kiểm sát đề nghị là quá nghiệt ngã với cuộc đời của ông. Với thái độ hối lỗi, ông Kiên nhiều lần mong hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng để nhận mức phạt tù có thời hạn, sớm trở về với gia đình, đồng thời tích cực tác động để gia đình nộp thêm số tiền 8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Vợ của bị cáo cũng có đơn đề nghị tự nguyện dùng tài sản chung là căn hộ chung cư ở Royal City có địa chỉ ở số 72A đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là tài sản để khắc phục hậu quả cho bị cáo Kiên. Chiều cùng ngày 24 tháng 7, luật sư Hà Mạnh Huy, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, bị cáo Kiên vừa được chị gái nộp cho 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ông Kiên được cơ quan công tố ghi nhận đã trả 12 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra, đồng thời nộp 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án, một lần là 8 tỷ đồng, một lần là 15 tỷ đồng. Như vậy đến nay, ông Kiên và gia đình đã 3 lần nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 30 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, ông Phạm Trung Kiên đã khắc phục 42,2 tỷ đồng trong tổng số 42,6 tỷ đồng, tức là gần hết số tiền đã nhận hối lộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Kiên tích cực nộp khắc phục liệu có phải là kim bài miễn tử đối với bị cáo Kiên hay không? Để làm rõ trách nhiệm hình sự đối với trường hợp của ông Kiên, chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để lắng nghe những mức án cũng như các tình tiết giảm nhẹ có thể được áp dụng đối với bị cáo Kiên sau khi đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Thưa luật sư, đầu tiên ông có thể cho biết đối với những sai phạm như thế nào thì hình phạt tử hình sẽ được áp dụng? Dưới góc độ pháp lý thì tử hình là một trong những hình phạt chính có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội. Theo quy định tại Điều 32 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì có 7 hình phạt chính có thể áp dụng đối với cá nhân, bao gồm là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và hình phạt cuối cùng là tử hình. Và trong hệ thống hình phạt này thì tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất, được quy định chi tiết tại Điều 40 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, Điều 40 thì quy định là tử hình là hình phạt đặc biệt. Đây là hình phạt có thể là loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tước bỏ quyền sống của bị cáo. Chính vì vậy là Điều 40 thì quy định là hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với trường hợp phạm tội thuộc trường hợp là xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm giết người, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng và chức vụ và một số tội phạm khác mà Bộ Luật Hình sự có quy định. Trường hợp bị cáo bồi thường khắc phục ít nhất 3/4 số tiền tham nhũng thì có chắc chắn tránh được hình phạt tử hình hay không, thưa ông? Trong trường hợp mà người phạm tội về tham nhũng là tham ô nhận hối lộ, bị kết án tử hình nhưng mà sau đó thì đã chủ động bồi thường khắc phục hậu quả, khắc phục được ít nhất 3/4 số tiền tham ô nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm thì cũng không áp dụng hình phạt là tử hình. Như vậy là hình phạt tử hình được quy định rất là cụ thể, rất là cụ thể ở trong Bộ Luật Hình sự và đây là trường hợp hình phạt đặc biệt. Hiện nay thì có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã loại bỏ hình phạt tử hình trong hệ thống các hình phạt. Tuy nhiên Việt Nam vẫn quy định nhưng mà quy định chỉ hạn chế trong một số tội danh nhất định và khi áp dụng hình phạt tử hình thì sẽ rất thận trọng và chỉ áp dụng trong những trường hợp mà hội đồng xét xử xét thấy là bị cáo không còn khả năng cải tạo giáo dục và cần phải áp dụng phạt tử hình để răn đe phòng ngừa chung. Và trong các cái hình phạt mà Bộ Luật Hình sự có quy định mà có hình phạt tử hình thì mới có thể áp dụng. Vậy sẽ có những trường hợp nào có thể xảy ra đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, thưa ông? Trong vụ án này, nếu trong trường hợp mà tòa án kết tội bị cáo Phạm Trung Kiên về tội nhận hối lộ, thì việc bị cáo động viên gia đình bồi thường khắc phục hậu quả gần như 100% số tiền nhận hối lộ là cơ hội để cho bị cáo tránh khỏi cái mức hình phạt cao nhất là tử hình. Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xét xử với 54 bị cáo với 5 tội danh khác nhau, thì trong đó có tội nhận hối lộ. Và với nhận tội nhận hối lộ thì bị cáo Phạm Trung Kiên bị Viện Kiểm sát truy tố và luận tội ở cái mức hình phạt là đề nghị mức hình phạt cao nhất là tử hình. Riêng bị cáo Kiên là bị đề nghị mức hình phạt tử hình. Và trong quá trình xét xử vụ án này và hiện nay tòa án đang nghị án và đến nay thì với thông tin từ phía gia đình bị cáo cho biết là gia đình bị cáo đã bồi thường khắc phục hơn 42 tỷ đồng, gần như là toàn bộ số tiền mà bị cáo bị quy kết là nhận hối lộ. Thì đây là cơ hội, nếu trong trường hợp bị cáo có tội thì đây là cơ hội để bị cáo tránh được cái mức án cao nhất là tử hình.
Theo quy định tại Điều 354 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì tội nhận hối lộ với cái số tiền nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên thì khung hình phạt sẽ là cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Với cái khung hình phạt như vậy, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo là người nhận hối lộ với số lần nhiều nhất là 253 lần và số tiền nhận hối lộ là nhiều nhất là hơn 42 tỷ. Như vậy là với cái tính chất như vậy thì Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử bị cáo ở hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên là quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo thì cho rằng là chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo phạm tội nhận hối lộ. Bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn trực tiếp để xét duyệt các chuyến bay này. Cho nên là luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét là xét xử bị cáo ở tội khác nhẹ hơn là tội lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại Điều 366 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Và bị cáo cũng đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Và cái tội lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền hạn để trục lợi thì có mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Nếu trong trường hợp là thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt cao nhất đến 10 năm tù. Như vậy là đến nay thì quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát luận tội cũng như là quan điểm của luật sư bào chữa cũng quan điểm của bị cáo là khác nhau. Và nếu trong trường hợp mà hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của bị cáo cũng như là quan điểm của luật sư bào chữa mà chuyển sang tội danh khác để xét xử đối với bị cáo thì đương nhiên bị cáo sẽ không bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Còn trong trường hợp mà Viện Kiểm sát chấp nhận quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo phạm tội là nhận hối lộ với số tiền 42 tỷ đồng thì bị cáo vẫn có thể được áp dụng các cái chính sách khoan hồng của nhà nước và có thể thoát khỏi án tử hình bởi mấy yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái mức hình phạt là do Viện Kiểm sát đề nghị và hội đồng xét xử cũng có quyền áp dụng một cái loại hình phạt khác, một cái mức hình phạt khác khác với cái mức mà luật sư đề nghị cũng như là Viện Kiểm sát đề nghị. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Bởi vậy là cái hành vi nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên thì có thể áp dụng một trong ba cái loại hình phạt là tù có thời hạn 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Cái việc áp dụng hình phạt nào là do hội đồng xét xử quyết định. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là trong trường hợp đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ có căn cứ có thể áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo, nhưng mà căn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 40 Bộ luật hình sự và căn cứ vào khoản 2 điều 5 của nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán mà xác định, hội đồng xét xử mà xác định là bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả gần như toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Đồng thời bị cáo có thêm một tình tiết nữa là hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc là xác định là bị cáo là công lớn. Nếu có hai điều kiện như vậy thì căn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 40 của Bộ luật hình sự và căn cứ vào khoản 2, khoản 5 của nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán thì tòa án vẫn có thể không áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Trung Kiên. Việc quyết định bị cáo có tội hay không, tội gì và áp dụng hình phạt nào sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và thẩm quyền thuộc về hội đồng xét xử khi sau khi nghị án. Và đến ngày 28 tháng 7 này thì hội đồng xét xử sẽ quyết định là bị cáo Kiên có phạm tội nhận hối lộ hay không và nếu phạm tội nhận hối lộ thì sẽ áp dụng loại hình phạt nào, tù có thời hạn, tù chung thân hay là tử hình, và việc áp dụng hình phạt trên cơ sở nào thì hội đồng xét xử sẽ lập luận ở trong bản án và hội đồng xử sẽ là người quyết định đến loại hình phạt, mức hình phạt đối với bị cáo khi mà kết tội bị cáo này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường. Thưa quý vị, theo bản luận tội của Viện Kiểm sát, vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng các bị cáo ở nhiều bộ ngành địa phương đã nhận hối lộ cực kỳ tinh vi với số tiền đặc biệt lớn khi được giao cấp phép các chuyến bay giải cứu. Nhiều bị cáo nhũng nhiễu gây khó khăn để tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé và chi phí phát sinh khác, lấy tiền từ đây đưa hối lộ. Viện Kiểm sát đánh giá hành vi nhận hối lộ của bị cáo Kiên và 20 bị cáo còn lại đã phản bội sự cố gắng của chính đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí của mình.
Viện Kiểm sát cũng nhiều lần khẳng định dù có biện minh thế nào, việc làm của 21 bị cáo trên chính xác là nhận hối lộ. Một số bị cáo đã đánh tráo khái niệm cho rằng nhận tiền là do được cảm ơn. Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Sau 12 ngày xét xử 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, hiện Tòa Nhân dân TP Hà Nội đang nghị án và dự kiến sẽ ra phán quyết vào chiều ngày 28 tháng 7.